Xin chào tất cả các bạn, hiện giờ em đang có mặt tại cơ sở Lan Rừng Ngọc Bên, một trong những địa chỉ mua bán trao đổi tất cả các loại giống lan rừng uy tín tại Cao Bằng cũng như là trên toàn quốc. Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bên bán hàng chủ yếu là trên kênh YouTube Lan Rừng Ngọc Bên, viết đầy đủ, có dấu và có khoảng cách nha các bạn. Các bạn liên hệ đặt hàng với cơ sở sẽ qua hai số điện thoại hotline, đó là 0984754102 và số điện thoại hotline thứ hai là 0967615815. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bên. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2019 và cũng là ngày cuối tuần. Xin chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là thoải mái, thư giãn bên bạn bè, người thân và gia đình. Hôm nay thì bên em sẽ có báo giá một số các loại mặt hàng lan và cũng như là sẽ có dành một chút cái thời lượng cuối của chương trình để chia sẻ về một số cách xử lý giá thể cũng như là chăm sóc các loại lan. Bởi vì là trong quá trình mà đặt hàng đấy thì cũng có rất là nhiều bạn cũng hỏi bên cơ sở bên em về cách xử lý giá thể cũng như là cách thuần cũng như chăm sóc. Hiện giờ cách chia sẻ của em ở đây thì cũng sẽ là chủ yếu là do những cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân thôi. Và hiện giờ thì em cũng chỉ mới là bắt đầu trồng lan thì tại khu vực miền Bắc nói chung cũng như là ở đây là trồng tại khu vực Cao Bằng thôi nhé. Nên là những cái cơ sở bên em những cái kinh nghiệm chia sẻ này thì sẽ chủ yếu là áp dụng trong những cái khu vực miền Bắc thôi. Còn rất là mong những cái sự đóng góp ý kiến của các bạn ở khu vực miền Trung hay miền Nam chẳng hạn về những cái cách thuần cũng như là ghép chăm sóc các loại lan thì bên em có nhiều kinh nghiệm hơn để chia sẻ cho tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc ạ. Vâng, và hiện giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay đang có. Đầu tiên em xin giới thiệu đó là mặt hàng đùi gà dẹt hoa trắng. Em giới thiệu luôn, đây là những cái mặt hàng thân đùi gà dẹt hoa trắng của nước bạn Trung Quốc. Hiện giờ thì đây là những cái dòng gà dẹt mà đó là nói chung đây là cái dòng gà dẹt đột biến nha các bạn. Hiện giờ thì bằng cái công nghệ nuôi cấy cũng như là trồng với số lượng lớn thì các bên Trung Quốc họ nhân giống được cái này với số lượng lớn rồi nên là họ sẽ bán cho chúng ta với mức giá chia sẻ rất là rẻ thôi. 200.000 đồng một thân nhé các bạn. Ở đây thì em sẽ quay cận chi tiết cho các bạn. Thông thường đùi gà dẹt thì sẽ có cái màu đó là họng tím đậm này và cánh sẽ là hồng hoặc là tím tím hồng nhé và là phớt trắng nữa. Nhưng ở đây thì đây cái bông ở đây đặc điểm đấy là sẽ là trắng tinh luôn nhé. Trắng từ họng cho đến là cánh luôn các bạn ạ. Và là cái cánh này là con hơi xoăn đây. Đây là cái bông chi tiết của đùi gà dẹt hoa trắng nhé các bạn. Ở đây em sẽ bán với mức giá là 200.000 đồng một thân thôi. Một mức giá rất là tốt rồi ạ. Đây ạ. Các bạn yêu cầu có thể là mua từ 2 thân trở lên hoặc là có thể 3-4 thân, và nếu mà yêu cầu là cắt theo khóm thì em có thể cắt theo khóm từ 2 hoặc 3 hoặc 4 thân nhé để tiện thành một dề để cho các bạn trồng cho dễ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan sóc tím ạ. Lan sóc tím thì bên em bán với mức giá là 120.000 đồng trên 1kg ạ. Sóc tím hiện giờ đang là cái mùa mà nó đã qua mùa hoa rồi nên là khi lấy về các bạn ghép lên để trồng thuần cũng như là chăm sóc để chơi hoa vào mùa sau cho em. Hiện giờ sóc tím với lại hải yến với tất cả các mặt hàng lan rừng nói chung là khi mà nhận được thì các bạn sẽ thấy cái tình trạng nó bị là xuống cái thiếu nước khá là nhiều cũng như là xuống sắc. Nhưng cái này thì đấy là cái vấn đề chung rồi, bởi vì là khi mà khai thác từ rừng về thì qua một cái khoảng thời gian rất là dài và cũng như là nằm lưu kho ở các đối tác bên em nữa, và khi mà đến tay bên em rồi thì cái lan ấy nó cũng đã thiếu nước rất là nhiều nên là khi gửi đến tay các bạn cũng mất thêm khoảng ít nhất là 2-3 ngày nữa ấy. Thì khi nhận được thì nó xuống sắc, có thể các nhiều bạn nếu mà mới chơi lan thì sẽ hơi buồn bởi vì không biết là tại sao lại mình lại nhận được cái lan nó lại thiếu nước như vậy, nhưng thực ra cái này là không vấn đề gì nhé. Ở đây thì càng khô càng thiếu nước nó lại càng tốt nhé, bởi vì nếu mà bên em tưới nước thì sẽ xảy ra tình trạng là cái cây lan nó sẽ gây nặng ký, không lợi cân cho các bạn, và thứ hai nữa nó sẽ gây cái tình trạng là bị thối nhũn trong thùng hộp nên là bên em bắt buộc phải giữ khô ráo. Khi mà các bạn nhận được lan thì có thể là sử dụng chế phẩm Hồng Nguyễn hoặc là B1 để ngâm để cho hồi cái cây để và mình có thể ghép và chăm sóc như bình thường nhé. Với em giới thiệu tiếp, đây là cái lan là hải yến ạ. Lan hải yến thì bên em bán với mức giá là 130.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây thì em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan giáng hương tam bảo sắc nhé. Giáng hương tam bảo sắc thì hôm nay bên em sẽ chỉ bán với cái mức giá là 240.000 đồng thôi ạ. Còn cái loại giáng hương tam bảo sắc cây to thì bên em đã hết hàng. Tam bảo sắc hiện giờ đang là mùa chuẩn bị ra hoa, đặc biệt là có những cái vùng miền đấy thì có đấy những cây đã nở hoa và đã sắp tàn rồi nhé các bạn. Ở đây cái lô hàng này thì em làm còn đang nụ rất là nhiều đây, nhưng khi gửi đi thì cái cần nụ nó lên rất là cao rồi, và những cái bông nụ này đấy
cũng lên to rồi đấy, thì có thể xảy ra tình trạng là bong mất cái nụ đi nhá, nên là các bạn thông cảm. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan kiều dệt ạ. Lan kiều dệt bên em bán với mức giá là 800.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ cái lô hàng này thì bên em nhập được cái mức giá nó cũng rất là phải chăng luôn, nên là em để cái mức giá cũng phải chăng là 800.000 đồng nhé. Còn thông thường kiều dệt thì có mức giá là khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu 200.000 đồng cho 1 kg cơ. Bông của kiều dệt thì nó có màu vàng nhé các bạn, nhưng mà là nhìn rất là khác so với cái bông của kiều tím hay là kiều vàng. Nó cũng là bông dạng hình chuông nhưng mà nó sẽ phân ra từng thủy nhé. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp, ở đây là có hoàng thảo vôi với lại vanda hương chanh, nhưng mà hiện giờ những cái mặt hàng này thì em sẽ để đóng hàng và trả đơn ngày hôm qua thôi ạ. Tiếp đến bên đây em còn một bó đuôi chuột ạ. Bó đuôi chuột này thì em sẽ bán thanh lý luôn nhé, 50.000 đồng cho bó đuôi chuột này ạ. Cây nó cũng không quá dài nhưng mà các bạn lấy về trồng và chăm sóc đấy ạ, thì đến năm sau thì đảm bảo cả rễ thân lá thì chơi rất là đẹp luôn. Trên lan đuôi chuột em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng là một trong những loại lan mà sẽ cho bông vào mùa hè nhé các bạn, sẽ bắt đầu nở hoa từ tháng 6 cho đến cuối tháng 9 luôn các bạn ạ. Phi điệp vàng này phiên này thì bên em cũng ở đây thì cũng thể là xếp vào cái mặt hàng giống, bởi vì là hiện giờ bên em lấy về cũng mới lấy về hôm kia, nhưng mà ở đây các đầu mối có thể họ đã để bên trong kho cũng khoảng thời gian cũng phải khá lâu rồi ạ, nên là cái cây nó cũng xuống mất nước, cũng là xuống sắc khá là nhiều. Em để với mức giá hàng giống nhé, 120.000 đồng cho 1 kg ạ. Cây phi điệp vàng này hiện giờ lấy về trồng để làm cảnh cũng rất là tốt, và thứ hai nữa là một số các bác cao tuổi đó cũng có kinh nghiệm là lấy về chặt phơi khô sao khô để uống hãm nước, uống thay chè nhé các bạn, cũng có giá trị về mặt y tế đấy ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Hiện giờ sơn thủy tiên cũng đã qua mùa hoa rồi nhé các bạn. Bây giờ lấy về mình trồng thuần và ghép và chơi hoa mùa sau. Tất cả những cái khóm sơn thủy tiên này hiện giờ thì còn cái giả hành nó còn rất là mọng luôn nhé các bạn. Chứng tỏ là vừa rồi cái những cái thân này rất là to và khỏe luôn. Bởi vì là nếu các loại hoa lan mà đã ra hoa rồi ấy, thì cái giả hành của nó rất là teo tóp luôn. Mà cái giả hành này còn rất bóng mượt như vậy. Chứng tỏ là cái thời gian trước đây những cái thân mẹ của nó ấy, rất là to và khỏe mạnh luôn. Lá còn rất là đẹp nhé. Tiếp đến bên đây thì còn có cái phần kiều tím thân ngắn cũng như là kiều tím thân dài, nhưng mà hôm nay em sẽ không báo giá nữa, bởi vì chỗ này bên em cũng còn khoảng tầm chục cân thì cũng chỉ đủ để trả khách đơn của ngày hôm qua nhé. Còn kiều tím thì em chưa có đợt hàng mới về nên em không báo giá. Trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hạc vị Bắc ạ. Lan hạc vị Bắc thì bên em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Lô hàng hạc vị Bắc còn rất là nhiều, đảm bảo đủ chia sẻ cho tất cả mọi người luôn. Tiếp đến bên đây sẽ là lan Ngọc Thạch Bắc nhé. Ngọc Thạch Bắc em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg. Lan Ngọc Thạch thì hiện giờ cũng cái mầm nụ đấy ạ, nó lên rất là cao rồi các bạn ạ, nên khi gửi đi thì cũng không thể đảm bảo được cái mầm nụ này đến tay các bạn còn nguyên vẹn. Trước đây khoảng tầm 3 tuần thì nếu các bạn lấy về thì hiện giờ sẽ được chơi hoa đảm bảo toàn vẹn, nhưng bây giờ mua về thì cái tình trạng bong cái mắt nụ đi cũng không thể tránh khỏi nhé. 180.000 đồng cho 1 kg Ngọc Thạch Bắc ạ. Bên cạnh đây là lan chuồn Bắc, nhưng chuồn Bắc cũng để trả hàng thôi ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan kiếm tiên vũ ạ. Kiếm tiên vũ thì em bán xả hàng với mức giá là 120.000 đồng cho 1 kg. Với dòng địa lan thì cái giá thể để trồng tốt nhất, các bạn có thể là trộn than củi vào chấu cũng như là cái đất bùn phơi khô, có nghĩa là đất đáy ao đấy. Các bạn lấy về phơi khô khoảng 3-4 ngày sau đó đập vụn ra, trộn chủ yếu là 50% là đến 60% là đất bùn phơi khô này với lại cả 30% là cái than củi cộng với là vỏ chấu nha các bạn. Và sau đó có thể là trồng như bình thường. Em lưu ý là than củi thì các bác cũng nên xử lý là qua ngâm qua nước vôi trong khoảng 3 ngày nhé, để xử lý cái tình trạng nấm mốc cũng như là những cái bớt những cái độc tố đi ạ. Tiếp đến trên đây em còn một chút cái hoàng phi hạc ạ. Hoàng phi hạc bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Ở chỗ này cũng còn rất là ít thôi, có ở chỗ này cũng chỉ tầm 2 cân thôi ạ. Bên cạnh đây sẽ là dòng tiên hài ạ. Tiên hài bên em bán mức giá là 80.000 đồng, một mức giá rất là rẻ. Tiên hài về các bạn trồng theo cái cách trồng lan hài nhé các bạn.
Ở đây thì có thành từng khóm này cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà nó rất là nhẹ cân thôi. Một trong những loại lan rẻ, rẻ tiền nhưng cũng rất đáng để sưu tầm nhé. Bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hoàng lạp ạ. Hoàng lạp thì cái giả hành cũng như là lá tương đối là giống với sơn thủy tiên. Khác nhau ở chỗ mặt bông cũng như là cái mảnh cái lá này thì nó có thể nó mảnh hơn và nó không được bóng như sơn thủy tiên nhé các bạn. Hoàng lạp bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những cái mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay bên em đang có để chia sẻ cho tất cả các bạn. Các bạn đặt lan thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại là 0984754102 và số 0967615815 để đặt hàng, để được lên đơn cũng nhà tư vấn nhé. Địa chỉ của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có địa chỉ là ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng ạ. Nếu mà các bạn có dịp mà đi chơi hoặc là đi công tác qua Cao Bằng thì có thể qua trực tiếp bên nhà vườn của chúng em để tham quan cũng như là mình trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm mà chơi lan với nhau nhé. Và như đã hứa ở đây thì em sẽ có dành một chút cái thời lượng cuối chương trình để mình sẽ chia sẻ về cái cách xử lý giá thể nhé các bác. Ở đây thì em đang có là có 3 cái giá thể chính mà chúng ta hay sử dụng để ghép lan. Đó là giớn bảng này, đây là giớn bảng nhé các bạn. Và thứ hai nữa là một khúc gỗ, đây là gỗ nhãn. Và thứ ba nữa là chậu sứ với cái giá thể ở trong, đây là cái giá thể vỏ thông nhé các bác. Thì tất cả những cái giá thể ở đây khi mà bắt đầu dùng để ghép lan nhé, thì em sẽ lưu ý các bạn như sau. Khi mà mới nhận được cái hàng, cái gói hàng của mình là cái giống cây lan rừng về đó, thì cái bước đầu tiên em hướng dẫn luôn các bác khi mà mình chuẩn bị ghép lan, đó là các bác mở thùng ra và sau đó để cái giống lan của mình ở cái nơi thoáng mát khoảng cỡ khoảng 6 tiếng đến 1 ngày đi, để cho nó bớt cái nhiệt độ ở trong cái thùng hàng cũng như là để cho cây nó thích nghi với cái môi trường mà mới. Sau đó thì đến ngày hôm sau, có nghĩa là khoảng sau đó đấy, thì các bạn sẽ ngâm với cái chế phẩm Hùng Nguyễn hoặc là chế phẩm B1 để dưỡng lại cây. Có một số bác có thể là ngâm theo cái chế độ là kích rễ nữa, nhưng mà cái mùa xuân hoặc là mùa xuân hè này đấy thì cái chế phẩm kích rễ cũng không cần thiết, bởi vì đây là cái mùa mà cây nó đang phát triển rồi đấy, mình cũng không cần phải ngâm kích rễ đâu. Và thứ hai nữa, cái bước chuẩn bị giá thể để mình ghép lan đấy, thì em lưu ý luôn, ở đây em có cái giớn bảng nhé, cái khúc gỗ nhãn này, và thứ ba nữa là cái vỏ thông đấy. Thì tất cả cái giá thể này trước khi mà đem đi ghép lan đấy, thì em đều có đã ngâm qua cái nước vôi trong. Nước vôi trong ở đây thì em sử dụng khoảng tầm 2 cân vôi bột và hòa với khoảng tầm 20 đến 30 lít nước đấy ạ. Thì mình sau khi mà hòa với 23 lít nước đấy thì thường là buổi sáng em hòa vào đấy, cho hết vôi bột vào nước đi, sau đó thì đậy nắp lại, ghi ở trên nắp hộp luôn là hàng quốc cấm, không được động vào, bởi vì là có thể sẽ gây những cái mình để những cái nơi mà trong tầm tay của trẻ con chẳng hạn ấy, thì có thể trẻ con sẽ nghịch vào những cái nước đấy. Thì đến buổi trưa khoảng 6 tiếng sau, thì buổi trưa đêm đi làm về thì em sẽ đổ cái nước đấy ra, thì là mình sẽ có cái nước vôi trong để mình ngâm cái giá thể này, ngâm cho tất cả giớn bảng hay là cả khúc gỗ này nhé, hay là cái vỏ thông này, các bạn cho vào cái nước vôi trong đấy ngâm cho em khoảng tầm 3 ngày đi, ngâm ngập hết nhé, lấy cái một cái khúc gỗ khác mình chèn lên để cho ngâm ngập hết đi. 3 ngày sau đó thì là mình sẽ vớt ra tất cả giá thể ra và rửa sạch lại bằng nước sạch nhé. Đấy, và sau đó thì ghép lan như bình thường thôi. Hiện giờ thì ở đây thì em có cái giớn bảng đấy, cái những cái giỏ lan này của em thì em sẽ mới ghép, có nghĩa khoảng tầm Tết thôi. Và hiện giờ lên cũng, đây là lan chùm vàng các bác, rễ cũng lên rất là tốt rồi. Hôm nay thì em định lấy lên đây để ghép cũng như là thêm phân dê vào, nên là em tiện em chia sẻ cái kinh nghiệm về cách chăm sóc lan luôn. Đây là cái khúc gỗ nhãn thôi. Các bác nào có điều kiện thì tốt nhất là cho cái khúc gỗ nhãn mà cái ở rễ, rễ hoặc là cái thân to thì càng tốt nhé, vì cái khúc này khúc em hơi bé, thì là có thể là mình cũng chỉ lại sử dụng được khoảng tầm 3-4 năm thì nó bị hoai mục ấy, mình sẽ phải thay giá thể mới. Đây là những cái khúc mà em, những cái giống lan, có nghĩa là những cái cây nhỏ nhỏ bé bé thôi, còn thừa về chẳng hạn ấy, thì em tranh thủ em ghép lên thôi. Đây, đây là cái chậu, chậu lan nhé các bạn, chậu đây là cái chậu hoàng thảo xoắn đấy, bông này bông hoàng thảo xoắn đây. Em lưu ý thứ hai nữa là cái hoàng thảo xoắn này, đùi gà này, với lại là hoàng phi hạc, đều là những cái loại hoàng thảo mà thân cứng ấy. Thì cũng như là cái giọng kiều hoặc thủy tiên nhé, thì đều có thể chịu nắng rất là tốt ạ. Khi mà đã ra rễ rồi đấy, các bác có thể là để treo ở cái góc vườn nào mà có thể chịu nắng, những cái cây này nó được ăn nắng. Những hoàng thảo thân cứng cũng như là các dòng thủy tiên hay còn gọi là kiều đấy ạ, thì các bác đều có thể cho ăn nắng từ sáng đến trưa hoặc là từ trưa đến tối nhé, treo những góc vườn nào mà nó được ăn nắng đủ đấy ạ, thì thân nó rất là cứng cáp và
phát triển khỏe mạnh, ra bộ rễ rất là tốt luôn. Ở đây em cái bộ rễ này nó đã vươn ra ngoài rồi, ở trong thì đảm bảo ra trắng rất là đẹp luôn nhé. Cây này thì cái giỏ này em có thêm một chút cái cây xương cá nên là em để chung luôn, để giữ để trồng. Còn cái dọc đây là một cái thân kiều vàng đấy ạ. Đây kiều vàng cũng ra rễ rất là tốt nhé. Các bác lưu ý giúp em là cứ cho nó ăn nắng đầy đủ nhé. Bởi vì những cái dòng hoàng thảo thân cứng này chịu nắng rất là tốt luôn, có thể chịu nắng 100%. Thường là em treo ở ngoài trời cho ăn nắng cả ngày luôn được. Đây là kinh nghiệm ở ngoài miền Bắc nha các bạn. Còn ở miền Trung, miền Nam thì em rất mong cái sự đóng góp ý kiến của các bạn. Bởi vì em cũng chỉ mới có điều kiện ghép và chăm sóc lan ở tại Cao Bằng thôi. Còn cái đây là một cái giỏ trầm vàng. Cái giỏ trầm vàng này thì em ghép vào bảng dớn nhé. Em lưu ý các bác là cái trầm vàng năm ngoái em đã trồng thử 3 giỏ liền. Nhưng mà lúc đó thì cũng bắt đầu mới đi làm tại cơ sở lan mà cũng chưa có kinh nghiệm đấy. Thì em đã để nó phơi mưa. Và tất nhiên là phơi mưa thì lúc mới mưa xong, lúc phơi ấy, thì cây nó rất là mướt và xanh đẹp lắm. Nhưng sau đó thì được nửa năm thì cứ chết dần trên mòn luôn. Và cái này thì em thuần được bắt đầu ra rễ ở đây. Thì là em kinh nghiệm là để ở trong mái tre và không cho dính mưa nhé. Mình chủ động tưới tiêu nước bằng mình chủ động thôi, chứ không cho sử dụng theo kiểu ngoài trời nữa. Và thứ ba nữa là em lưu ý các bác khi mà mới mua lan về đấy, mùa này có rất là nhiều loại lan mà có thể ra hoa. Nên là khi mà ghét lên ấy, có nhiều bác là thấy cây lan mình ra hoa phát là thôi, gọi hết là vợ hay là chồng ra đây mình ơi, hoa ra là cái cây lan tôi ghép ra hoa rồi xịn chưa. Thế là cứ để đấy thằng ngắm, đến tận khi nào mà bông tàn thì thôi. Có những loại lan mà có thể là ra đến tận cả tháng thì cứ để bông như vậy luôn. Cái trường hợp như vậy thì cũng rất là nhiều, nên là em cũng tư vấn luôn là khi mà mình thấy cây lan ra hoa rồi ấy, mình biết được mặt bông rồi, mình có thể chụp ảnh check in để lại và lưu giữ để mình ngắm thôi. Còn nếu mà có nhu cầu mà để lan mà ngắm chơi hoa thì phải chơi vào mùa sau nhé. Bởi vì là cái mùa đầu mới ghép chưa ra rễ, cũng như là cây mới ghép ấy, thì khi mà ra hoa nó sẽ bị teo tóp hết tất cả các giả hành. Và khi mà để cho hoa nở từ đầu đến cuối, khi nó tự tàn tự rơi đấy, thì cái cây lan nó xuống mã cực kỳ nhiều và không đủ sức để nảy mầm gốc luôn nhé. Nên lưu ý là sau khi mà cây ra hoa các bác cắt ở đây này, em có tất cả đây đều ra hoa rồi. Cái này thì là nó ra hoa muộn này, thì là chút nữa sau khi quay video xong em sẽ lấy kéo em cắt cái chỗ hoa này đi để nó để cái chất dinh dưỡng để bật mầm gốc cũng như là để nuôi những cái mầm con thôi. Đây này, cái này có những cái này là hôm nọ ra hoa thì em đã chủ động cắt đi này. Cả cây kiều vàng này cũng vậy nhé. Cái này là hôm nọ bắt đầu ra hoa đấy. Đây cũng là cái gốc hoa nó này. Thì em đã chủ động sau khi mà thấy biết cái mặt bông rồi thì em để có 1 đến 2 ngày thôi em cũng cắt đi luôn. Đây này. Cái này hôm nọ cũng ra hoa luôn thì em cũng cắt luôn này. Cái trầm vàng này cũng vậy. Đây là những cái gốc cái mầm hoa của cây trầm vàng. Nhưng mà bởi vì mới là mùa đầu mà mới ghép, rễ bắt đầu mới ra mà cũng chưa cứng cáp lắm, nên là em chỉ cần biết mặt hoa thôi, em chủ động cắt hoa đi nhá. Bởi vậy nên là các bác sẽ tốt nhất là chơi hoa mùa năm thứ hai, còn năm đầu mình chỉ biết trách mặt hoa thôi nhá. Vâng, và vừa rồi là tất cả những cái mặt hàng lan rừng với bên có, cũng như là những cái chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cá nhân Quốc Duy. Rất mong nhận được những cái sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn. Vâng, em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.